Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kinh 2, trưa thứ hai, ngày 1 tháng 4 năm 2024, từ thành phố Cần Thơ. Làm chương trình này xong thì tôi lên xe về lại thành phố Hồ Chí Minh có việc. Quý khán thính giả biết ở bên Mỹ nói về vấn đề mà xả súng gây thương tích hàng loạt cho nhiều người thì như cơm bữa. Nhưng trong lễ vọng phục sinh ở bên Mỹ, ở tại thành phố lớn là Indianapolis thuộc tiểu bang Indiana, ở tại một cái mall hoặc gọi là Circle Center Mall, tức là nơi trung tâm thương mại đó, thì ở nơi đây có một vụ xả súng vào lúc 11 giờ đêm rạng sáng ngày Chủ nhật, rất là kinh khủng. Những người mà bị bắn toàn là những trai thôi, tuổi từ 12 cho tới 17, tiếng Anh họ gọi là teenagers. Không biết tại sao lại có việc mà xả súng như thế. Thế bây giờ đó là những người trẻ đó, 7 người đã bị trúng thương và phải đi bệnh viện cấp cứu. Cảnh sát của Indianapolis là Tania Terry đã cho một chi tiết đầu tiên, đó là sự kiện này xảy ra vào tối lễ phục sinh, rạng sáng ngày phục sinh là ngày Chủ nhật. Và nói rằng anh là khi mà cảnh sát tới nơi đây là đã nghe một vài tiếng súng rồi, và họ đã tìm bằng mọi cách để chạy theo bắt các hung thủ, nghi hung thủ nhưng mà chưa bắt được. Họ thấy như vậy là lúc đó họ thấy sáu người vị thành niên đã bị trúng đạn, đang đau đớn kêu cứu, và sau đó thì thêm một người nữa là 7 người. Nhưng họ đã đưa những người này vào trong bệnh viện, và những người này cho tới giờ phút này, tiếng Anh họ gọi là in stable condition, nghĩa là tình trạng của họ về sức khỏe đó được ổn định rồi. Và đây là một hành động mà bên phía của thành phố Indianapolis cho rằng anh là bạo lực ở bên nước Mỹ ngày càng gia tăng. Ngay cả thành phố Indianapolis trong những năm qua chứng kiến gia tăng bạo lực là 85%, tăng thêm 85%. Thế bây giờ đó là bên phía của cảnh sát nói rằng là chúng tôi chưa biết động lực, động cơ mà tại sao nghi hung thủ đã bắn vào những người này, thì bây giờ phải điều nghi, điều tra xem thử xảy ra chuyện gì. Yêu cầu các bậc phụ huynh cho chúng tôi biết thêm những chi tiết tại sao có cảnh ai đó lại bắn vào cái đám đông toàn là những người trẻ như thế, những người choai. Và chúng tôi sẽ phải hỏi những người choai. Thưa quý khán giả, ở bên Mỹ, những người mà dưới vị thành niên, dầu rằng họ không phải là hung thủ, họ chỉ là nhân chứng thôi, hoặc là nạn nhân. Nếu mà muốn điều tra họ, muốn hỏi cung họ, đó, thì phải có sự đồng thuận của các bậc cha mẹ. Nên họ nói là chúng tôi đang mong các bậc phụ huynh cho chúng tôi cơ hội để điều tra, nghĩa là cho họ cơ hội để phỏng vấn hoặc là điều tra các em trẻ này. Và họ nói rằng là trên, nếu mà bạn là bậc phụ huynh, là cha mẹ, mà tới giờ 11 giờ rưỡi tối mà không thấy con mình về thì tức là có vấn đề gì chứ. Ai mà để con đi buông lỏng như thế, để ở tại nơi trung tâm thương mại tới 11, 12 giờ đêm là có vấn đề. Vậy thì tình trạng này là một tình trạng mới xảy ra. Xảy ra thì chúng ta hãy nhớ là nước Mỹ ở Indianapolis đi sâu giờ Việt Nam là 12 tiếng. Đi sâu 12 tiếng. Xảy ra như vậy là sáng ngày Chủ nhật, thì tức là đã trưa ngày Chủ nhật của Việt Nam, tức là cách đây khoảng chừng 24 tiếng đồng hồ. Chuyện xảy ra như cơm bữa ở nước Mỹ, nhiều khi không muốn nói nhưng mà cũng nói để thông tin
thông tin biết rằng cảnh bạo lực như thế ở nước Mỹ. Vào đêm phục sinh, vẫn có cảnh xả súng như thế, may mà không có tử vong. Mà xả súng vào đám trẻ ở trong một nơi thương mại đàng hoàng. Nước Mỹ có an toàn hay không thì có nhiều người nói rất là an toàn. Nhưng mà tôi cho rằng là nước Mỹ không có an toàn với cảnh bạo lực cứ gia tăng như thế. Vì nạn tự do mang súng ống. Tu chính án thứ hai của nước Mỹ là có quyền mang súng ống, và đó cũng chính là một vấn nạn lớn cho nước Mỹ bây giờ. Đó là góc nhìn của tôi. Chuyện không muốn nói nhưng mà nó xảy ra cơm bữa rồi. Cũng lâu lâu phải nói để cho những ai mơ đến nước Mỹ như một thiên đàng thì cũng biết sự kiện đó. Còn đi hay không đi đó là quyền của mỗi người. Mơ hay không mơ đó là quyền của mỗi người. Nhưng đó không phải là thiên đường đối với tôi. Hôm qua tôi cũng có một người bạn lâu đời nhắn tin cho tôi, hỏi tôi này nọ, nghĩ rằng ở bên Việt Nam là có những tệ nạn này, tệ nạn nọ, những tiêu cực này, tiêu cực nọ. Tôi nói ở đâu cũng có hết. Nhưng mà nếu mà so về cái mức độ an toàn bây giờ, thì tôi thấy ở Việt Nam, đây là trải nghiệm bản thân của tôi, tôi cảm thấy an toàn hơn ở bên nước Mỹ là cái chắc. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.